Thưa quý vị và các bạn, mới đây trên trang cá nhân một lãnh đạo công ty phần mềm, tôi đọc được những dòng trăn trở của anh. Nhiều bạn có thể sẽ nghĩ rằng chỉ riêng ngành hàng không, du lịch, nhà hàng là bị ảnh hưởng, còn mình làm trong lĩnh vực phần mềm hay lĩnh vực khác thì không bị. Xin thưa với quý vị và các bạn, thế giới ngày nay là một chuỗi cung ứng dài bất tận và móc xích với nhau rất chặt chẽ. Một con ngựa đau đồng nghĩa là cả tàu sẽ bị ảnh hưởng. Tất cả chúng ta rồi sẽ bị ảnh hưởng một cách nghiêm trọng vấn đề là ảnh hưởng sẽ tới nhanh hay chậm mà thôi. Quả thật thì mọi hoạt động trong thời buổi dịch bệnh này thì đang đều bịt kín và khá là khó thở như cái cách mà chúng ta đang đeo khẩu trang vậy. Ngay lập tức thì dòng status này cũng đã nhận được rất nhiều ý kiến từ giới doanh nghiệp đồng cảm về các cái khó khăn trong kinh doanh. Cùng với đó, nhiều người cũng đã chia sẻ tâm thế của họ khi phải đối đầu với đại dịch. Thận trọng, không sợ hãi, không hoảng loạn, không chủ quan, chấp nhận chậm một tí vậy nhưng chỉ một tí thôi, không để kéo dài. Ngày xưa, thời chiến tranh, các cụ nhà ta vẫn ngâm thơ vẽ tranh, yêu đương, dựng vợ gã chồng, vẫn sản xuất buôn bán dưới bom đạn mà. Với em chỉ có một con đường, đối đầu phòng chống và tự phòng chống, làm việc khôn ngoan trong đại dịch, không để sự sợ hãi giết chết mình trước khi Covid có thể giết chết mình. Cũng đang gồng mình chống chọi, nhưng em ủng hộ cách làm của chính phủ, trước mắt chấp nhận hy sinh lợi ích kinh tế để phòng dịch. Châu Âu cũng như Mỹ đều sẽ thấy hậu quả nếu chủ quan. Các mẹ, tầm này cứ phải chung lưng đấu cật với chính phủ thôi. Tâm lý lo lắng, áp lực căng thẳng là điều có thể chia sẻ với các chủ doanh nghiệp khi không mấy khi sức khỏe của doanh nghiệp lại bị thử thách như lúc này. Nhưng nhiều doanh nghiệp đã vượt qua nỗi sợ hãi bằng cách là tập trung vào công việc. Thay vì hoang mang, ngồi chờ dịch đi qua, thì họ đã hành động để duy trì công ty. Mỗi ngành một khác, nhưng hơn lúc nào hết, giờ là lúc họ nghĩ ra các giải pháp chưa có trong tiền lệ. Vẫn phải sống thôi chúng tôi cắt giảm lợi nhuận, hỗ trợ thêm chi phí bán hàng cho nhà cung cấp để làm các chương trình kích cầu, vừa tiếp xúc cho đối tác nhưng cũng là để cứu chính mình. Cuộc sống không dừng lại nên chắc chắn con người sẽ nghĩ ra phương cách để hoạt động phù hợp. Văn phòng ảo, chữ ký điện tử, giao dịch không tiền mặt, họp trực tuyến, mua bán online, cá nhân em có thể cho 70 đến 80% nhân viên làm việc tại nhà. Giờ nhìn vào mặt tích cực của dịch chính là tạo ra cho chúng ta kháng thể, nền kinh tế cũng vậy sau lao đào thì các doanh nghiệp sẽ hoạt động thực chất hơn. Thời điểm này thực sự cần tới bản lĩnh của nhà lãnh đạo có tầm nhìn. Quả thật tình hình diễn biến dịch bệnh là khó lường. Thế nhưng không phải vì thế mà chúng ta sợ sệt, hoang mang, co cụm. Chỉ có vận động, sáng tạo thì mới giúp chúng ta duy trì được cuộc sống và giảm thiểu thiệt hại trong mùa dịch bệnh. Suy cho cùng cuộc sống thì vẫn phải tiếp tục, cho dù thế nào đi chăng nữa.